Thưa quý vị, qua 5 năm hoạt động mô hình dân vận khéo, ngày nông thôn mới, ngày về với nhân dân tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con địa phương, qua đó tạo sự dây gắn kết trong cộng đồng cùng chung tay góp sức xây dựng xã Hòa Bắc ngày càng văn minh, giàu đẹp. Bình quân, cứ 2 tuần một lần, cán bộ công chức, người lao động của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc lại ra quân cùng bà con địa phương chăm sóc, dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn. Thông qua đề xuất của thôn, công đoàn xã đã huy động các nguồn lực tại chỗ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, phục vụ mô hình du lịch cộng đồng, giữ gìn văn hóa hấp bản địa. Công đoàn cũng phối hợp với các ban ngành mặt trận đoàn thể, cũng đã hỗ trợ cây giống cũng như là hỗ trợ về nhân công để bà con cùng nhau phát triển và phát triển về kinh tế và hướng đến là các điểm du lịch sinh thái cộng đồng. Từ năm 2018 đến nay, mô hình dân vận khéo, ngày nông thôn mới, ngày về với nhân dân đã giúp bà con xây dựng được 36 mô hình vườn mẫu, 7 tuyến đường kiểu mẫu. Từ đó tạo khí thế động lực để bà con Hòa Bắc thi đua sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu. Hướng đến là cái ngày thứ bảy về với nhân dân, ta cái việc chúng ta xây dựng nông thôn mới, chúng ta tranh thủ một cái ngày để chúng ta về với dân để giải quyết những cái bức xúc cho nhân dân và đặc biệt là đồng hành cùng với nhân dân trong việc mà thực hiện cái ngày nông thôn mới theo cái tiêu chí nâng cao giai đoạn 2. Thực tế, sức lan tỏa của mô hình dân vận khéo, ngày nông thôn mới, ngày về với nhân dân đã vượt ra khỏi khuôn khổ của việc xây dựng các mô hình sản xuất, tạo cảnh quan bảo vệ môi trường. Đáng quý nhất, đó là mô hình này đã khơi dậy được cả sức và lực trong nhân dân, tạo sợi dây gắn kết trong cộng đồng để cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.